Buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc tại trục đường Nguyễn Ánh Thú thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, vị trí nằm ngay ngã ba Đông Quang, ngay ngã ba đường Nguyễn Ánh Thú và đường Hương Lộ 80B. Với diện tích ngang 4m2, sâu vào 20m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu theo mẫu nhà lửng ngược, hướng chính tây, phù hợp với những anh chị cô bác nào theo phong thủy là tây tứ trạch. Nhà thì quá đẹp, quá đẳng cấp rồi. Đường trước nhà thì rộng khoảng tầm 10m đường thông. Hẻm một xẹt và đường thông kinh doanh muốn bán được nha. Nhà nằm trong khu đồng bộ lên tới cả 100 căn. Đường thông và cực kỳ đẹp, cực kỳ rộng rãi nha quý chị. Đường rất là rộng, rất là thoáng mát luôn. Đấy, đường thì khu đồng bộ. Nhà mình hướng chính tây nha, khu đồng bộ đường thông. Và hai bên thì đã ở hết rồi. Đấy. Đường thông cực kỳ đẹp, cực kỳ là rộng thoáng mát luôn nha quý vị. Chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Mặt tiền làm theo phong cách hiện đại, sẽ được xây theo phong cách lửng ngược, ốp nhựa phê xe đá bắt công, trang trí đèn led và lan can là inox, kính cường lực dày 10 ly màu trắng nha. Thiết kế mặt tiền rất là đẹp, rất là đỉnh luôn. Với giá bán chỉ có hơn 6 tỷ đồng một tí xíu thôi. Nhà mình hướng chính tây, ngang 4m2, dài 20m. Thiết kế quá đẹp, quá đẳng cấp rồi. Đấy, mặt tiền cực kỳ đẹp, đẳng cấp luôn nha quý anh chị. Lắp camera an ninh và tặng full nội thất hết rồi. Khi anh chị mua chỉ việc đem quần áo về ở thôi. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, bên trong có cửa cuốn và nhà thì xây dựng hết đất. Phía trong đây sẽ là khu vực gara ô tô, đổ bê tông rồi. Và tường thì cũng được ốp gạch cao lên tầm 1m2 rồi nha. Trên có đèn led thạch cao. Thiết kế màu lửng ngược quá đẹp, quá sang luôn nha mọi người. Chúng ta cùng em Hưng di chuyển vào khu vực phía bên trong. Khu vực gara 2 đậu được 2 em ô tô luôn, dài phải tầm 10m. Phía trong đây thì anh chị sẽ có tủ rượu và cầu thang. Nhà mình thì sẽ có thể lắp đặt được thang máy luôn nha quý vị. Anh chị lắp một cái thang máy kính 450, 630 vô tư, đổ giếng trời phải tầm 4m2, thấu lên sân thượng. Lắp thang máy vô tư nha quý vị. Hướng chính tây, ngang 4m2, sâu vào tới 20m. Giá bán chỉ có 6 tỷ 450 triệu đồng thôi. Và vẫn còn thương lượng. Vị trí thì nằm ngay ngã 3, ngã 4 Đông Quang, ngay ngã tư đường Nguyễn Ánh Thú với đường Hương Lộ 80B và đường Trần Quang Cơ thuộc phường Hiệp Thành, quận 12. Ở đây thì ngay trung chánh, Nguyễn Ánh Thú trung chánh nha quý vị. Ở đây thì sẽ tặng lại một bộ sofa da, tặng tivi 55 inch, kệ tivi, tường thì được ốp tấm than tre và dán giấy tường. Trên chúng ta sẽ được bố trí đèn chùm, đèn led thạch cao. Căn nhà rất là đẹp, rất là dài và thoáng, lắp thang máy vô tư. Phải có trừ hơn 2m sân sau. Anh chị làm khoảng sân đằng sau này, làm khoảng sân vườn luôn, trồng cây xanh. Và có nhà vệ sinh ở phía trong cùng này nhá. Căn nhà mình thì có ban công ở lửng, có ban công ở lầu đằng sau. Rất là thoáng mát luôn nha quý vị. Với hướng nhà sẽ là hướng chính tây, tây tứ trạch. Đấy, lắp thang máy vô tư nha, có lỗ chờ thang máy cho anh chị. Đấy. Siêu phẩm nhà quá đẹp, quá đẳng cấp. Đường to tướng luôn, đường rộng 10m, đường thông, một xẹt của trục đường Nguyễn Ánh Thú và khu nhà đồng bộ lên tới 200 căn nhà phố nha. Bán và về ở hết rồi. Chúng ta chỉ còn duy nhất căn nhà mình thôi. Căn nhà quá tuyệt vời rồi, đường đẹp thẳng tắp và khu đồng bộ. Ở cực kỳ sướng luôn. Cầu thang sẽ được ốp đá trắng chạy đèn led, đúc rộng tầm 90, tay vịn gỗ vỏ đỏ và kính cường lực dày 10 ly. Cái này thì anh chị nào ở khu vực đường Nguyễn Ánh Thú và khu vực đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, phường Tân Chánh Hiệp mua ở đây thì rất là đẹp. Đường to, đường rộng, nhà dài, lắp thang máy vô tư và giá mềm, có 6 tỷ 450 thôi. Tầng lửng sẽ được bố trí không gian phòng bếp, là một bộ cửa kính để chúng ta làm phòng điều hòa. Và tường bên tay phải sẽ được ốp kính, tặng máy lạnh, tặng bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh LG 2 cánh, bếp điện từ. Tủ bếp thì gỗ ăn cường đóng tới nóc. Đấy, trang trí quá đẹp, quá đỉnh rồi. Ốp sàn gạch 80 nha. Phía ngoài đây thì có ban công đúc ra 1m2. Nhà mà có ban công ở lửng thì rất là thoáng nha anh chị. Đấy, lan can inox trắng và kính cường lực dày 10 ly. Căn nhà rất là rộng rãi, rất là thoáng nha. Thiết kế siêu đẹp, siêu phẩm luôn. Màu lửng ngược, có ban công ở tầng lửng, giá mềm. Giá bán của em nó chỉ có 6 tỷ 450 thôi. Lắp thang máy vô tư nhá. Chúng ta cùng em di chuyển lên không gian lầu 1, phòng ngủ 1-2. Trên đây thì
3 phòng ngủ. Mỗi lầu thì chúng ta sẽ có 2 phòng ngủ nha quý vị, toilet riêng, cửa nhựa chống cháy và dưới thì được ốp sàn gạch 80. Phòng ngủ thì bố trí giường 2m, kèm với nệm, tủ quần áo, kệ tivi, máy lạnh mới, có gương LED, bàn trang điểm đầy đủ. Một căn nhà diện tích khá là dài và rộng, ngang 4m2, dài tới 20m, đường trước nhà rộng 10m, hẻm 1 xẹt, có trục đường Nguyễn Anh Thú, phường Hiệp Thành và đường thông. Căn nhà vị trí nằm ngay ngã 3 Đông Quang, nay thành ngã 4 rồi. Đây, khu vực này Nguyễn Anh Thú Trung Chánh nha quý vị. Căn nhà quá đẹp, quá đẳng cấp. Đây, có máy lạnh đầy đủ hết luôn. Nguyễn Anh Thú thì nó chia làm hai đường, đường Nguyễn Anh Thú Trung Chánh nối từ đường Tô Ký đến đường Hương Độ 80B. Còn đường Nguyễn Anh Thú Lê Văn Khương thì nó thẳng xuống ngã ba Hiệp Thành Lê Văn Khương nhá. Khu vực này thì nó gần với ngã ba Đông Quang. Đấy. Phòng ngủ đường sau này thì chúng ta cũng có giường nệm 2m kèm với máy lạnh, bàn trang điểm, tủ quần áo, kệ tivi và máy lạnh cũng như là toilet riêng. Đặc biệt thì căn nhà mình có ban công ở phía sau nha. Rèm cửa, cửa nhôm Sifa đầy đủ hết rồi. Một căn nhà vị trí quá đẹp luôn. Mua để ở thì cực kỳ tuyệt vời. Diện tích dài, nhà cao lầu và có trang trí lỗ giếng trời, lắp được thang máy nhá. Căn nhà quá đẹp luôn nhà quý vị, hướng chính Tây, chỉ có 6 tỷ 450 thôi. Anh chị vẫn còn thương lượng nhá. Toilet bồn cầu khối, lavabo rửa mặt, cái ống cao đụng chân, vòi inox đầy đủ hết luôn. Di chuyển lên phía trên, chúng ta sẽ cùng em Hưng đến với không gian lầu 2, một trệt một lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ và 6 vệ sinh, có phòng xông hơi, phòng tắm trên sân thượng. Đấy, phòng thờ, sân thượng trước sau đầy đủ. Trên đây thì phòng số 3 này thì có nội thất này. Phòng số 4 thì đang để trống nhá. Nhà thì bố trí rất là đẹp, rất là đỉnh rồi. Quý anh chị cô bác nào quan tâm chứ alo ngay và luôn về tới Bá Hưng. Xem video thì hãy nhớ thả like, thả tim và nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên em. Đấy, phòng ốc rộng rãi thoáng mát. Máy lạnh mới, giường đệm 2m, tủ quần áo, kệ tivi đầy đủ. Căn nhà quá là đẹp, quá là dài nha. Bên này sẽ là không gian phòng số 4 nha mọi người. Phòng số 4 ở đây thì chưa làm nội thất gì cả, trống nha. Có đi sẵn đường máy lạnh thôi. Đây, toilet số 5 này. Đấy, quá là ok rồi. Di chuyển lên trên lầu 3. Chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ sân thượng phía trước. Phòng giặt sân phơi. Phòng xông hơi. Phòng thờ rộng rãi nha. Trên thì đúc hết. Đây, có rèm cửa đầy đủ. Sân thượng trước trồng cây cho anh chị. À, trên là mái rồi. Bố trí rất là đẹp luôn. Khu vực nhà mình ở thì cực kỳ thoáng mát, rộng rãi nha anh chị. Trên có bình nước và máy nước nóng, năng lượng mặt trời rồi. Phía sau chúng ta sẽ đến với phòng xông hơi. Khu vực giặt phơi đồ. Phòng xông hơi đây thì có bồn tắm nằm. Có luôn khu vực xông hơi khô, xông hơi ướt. Đây. Quá đẹp luôn nha anh chị. Và phía sau này sẽ là khoảng sân thượng chúng ta phơi đồ, giặt đồ. Ở đây. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.